Mới đây, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Quyện Phú Tân phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo Quyện đoàn tổ chức khai giảng lớp tập huấn phương pháp dạy bơi và cứu đuối cho hướng dẫn viên cơ sở trên địa bàn quyện năm 2023. Trong thời gian 7 ngày, từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 năm 2023, hơn 60 học viên tham gia tập quấn được nghe huấn luyện viên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang giới thiệu các lý thuyết cơ bản về môn bơi, hướng dẫn các phương pháp giảng dạy kiểu bơi ếch cách nhận biết đuối nước và các biện pháp phòng ngừa đuối nước cho trẻ em phương pháp cứu đuối diều nạn nhân bên cạnh các học viên thực hành tại hồ bơi về các kỹ năng bơi kỹ thuật bơi ếch sơ cấp cứu cách tháo gỡ thoát hiểm khi bị nạn nhân ôm bám dần dần kết thúc khóa học các học viên kiểm tra chuyên môn về phương pháp dạy bơi và cứu đuối đã học và được cấp chứng chỉ hoàn thành lớp tập quấn thông qua lớp tập quấn này nhằm giúp cho các hướng dẫn viên cơ sở trên địa bàn huyện Phú Tân nắm vững kiến thức, kỹ năng bơi, phương pháp giảng dạy bơi và cứu đuối, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy và hướng dẫn bơi tại các trường, công tác phổ cập bơi cho trẻ em ở địa phương, từ đó tăng tỷ lệ trẻ em, học sinh trên địa bàn huyện biết bơi, giảm tỷ lệ tử vong do đuối nước gây ra.